À, và cũng có một số cô chú hỏi với chị Trí á, là mình có nên là mình dùng omega 369 hay không? Thì rất là nhiều cô chú mình cũng đang dùng omega 369 ha. Thì không biết là có cô chú nào ở đây mình đang dùng cái omega 369 không ạ? À? Mọi người có thì mình bình luận giùm bác sĩ Trí nha. Tại cũng rất là nhiều cô chú anh chị hỏi bác sĩ Trí chỗ này để bác sĩ Trí phân tích cho mọi người hiểu ha. Thì cái omega 369 nó đều là những cái axit béo tốt nha mọi người. Ba cái omega 369 đều là những axit béo tốt. Tuy nhiên không phải là mình cứ bổ sung nhiều loại là tốt đâu. Cũng rất là nhiều cô chú anh chị mình nghĩ là mình uống cái loại omega 6 và 9 thêm vào thì nó sẽ tốt hơn là so với mình uống một loại omega 3 không thôi đúng không? Tuy nhiên điều này là không đúng nha mọi người. Cái omega 9 á, nó cũng là một axit béo tốt. Tuy nhiên á, cái cơ thể của mình hàng ngày là tự sản xuất được cái omega 9. Cho nên nó là mọi người không cần phải bổ sung, tại vì bổ sung dư thừa nó cũng không tốt. Cái omega 6 nó cũng là một cái axit béo tốt luôn. Cơ thể của mình cũng không tổng hợp được cái omega 6, nó cũng giống như omega 3. Omega 3 và omega 6 thì cơ thể mình đều không tổng hợp được, chỉ có omega 9 là tổng hợp được thôi. Tuy nhiên á, là cái omega 6 trong những thực phẩm mình ăn hàng ngày á, nó rất là nhiều cái omega 6 nha mọi người. Nó là trong các loại dầu thực vật, ví dụ như là dầu đậu nành, dầu đậu phộng ha, hoặc là các loại rau, hoặc là các loại đậu, các loại hạt, nó rất là nhiều omega 6. Mà vậy thì tại sao mình không nên bổ sung? Tại vì cái omega 6 và omega 9 là hai cái loại mà chất béo tốt. Tuy nhiên khi mà mình bổ sung nhiều quá thì nó lại làm tăng cái phản ứng viêm trong cơ thể nha. Thì hôm bữa mà trong cái bài mà sơ vữa mạch máu sẽ chỉ có nói đó, một trong những yếu tố mà nó làm hình thành nên cái bạn sơ vữa đó chính là cái phản ứng viêm mạch máu, và nó có những cái nguyên nhân nó làm tăng cái phản ứng viêm trong mạch máu. Ví dụ như là cái tình trạng đường huyết cao ha, người bị tiểu đường nó làm tăng tình trạng phản ứng viêm. Hoặc là mình không tiểu đường nhưng mà mình ăn cái chế độ ăn mình mà nhiều cái đường tinh luyện, đường bổ sung á, tức là những thực phẩm mà chế biến sẵn mà có nhiều đường đó, thì chính là cái đường đó nó cũng làm cho mình tăng phản ứng viêm. Và một trong những nguyên nhân nữa nó làm tăng phản ứng viêm đó chính là cái omega 6 nha. Cho nên á, là mọi người không cần phải bổ sung omega 6 chính nếu như mình ăn uống bình thường, mình chỉ cần bổ sung omega 3 đơn thuần thôi. Nếu mà mình bổ sung quá nhiều cái omega 6 9 nó sẽ làm tăng phản ứng viêm và lúc đó nó sẽ không tốt cho mọi người. Thì cũng rất là nhiều cô chú mình cũng hỏi bác sĩ Trí như vậy ha, mình có chụp cái lọ omega 3 cho bác sĩ Trí luôn, thì bác sĩ Trí thấy mọi người cũng có nghĩ là omega cả 3 6 9 thì nó sẽ tốt hơn là omega 3. Tuy nhiên điều này là không đúng nha mọi người. Nếu như mình ăn uống bình thường thì mình chỉ cần bổ sung thêm cái omega 6 9 thôi nha. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.